Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là Pixel Gun và Mia Thanh EZ đây. Thì nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu nào. Thì ở đây thì mình sẽ xem là mình có đủ tiền để mua cái súng gì không. Mình đang muốn mua một con dao mới nhưng mình không đủ tiền thì phải. Nó có giá là 77 tiền vàng cơ. Chúng ta sẽ đi ra ngoài và mở thêm cái hòm Lucky Chest nha. Mở ra nào. Hy vọng sẽ được thêm vàng, nhiều vàng một chút cũng được. Đây, chắc chắn sẽ được vàng rồi. Không gì khác, 84, 15 coin luôn. Và mình sẽ đi mua một cái cây đao đi. Có vẻ đao, có vẻ là hay đấy. Mình sẽ mua đủ bộ những cái vũ khí chúng ta. 77 là một con cây quốc chim này. Quốc chim, một cái đao 84 này. Cái búa chứ, cái dìu đi, cái kiểu cái dìu ấy. Ok, cái kiếm này. Oh, khá đẹp ta. Mình sẽ mua cái này đi. Nhìn trông bé quá nhở, cái vẻ bé thế nhở. 77, 86, 75, 84, 85 này. Cái này có vẻ ngon. Kiếm thức kẻ này anh em. 90, 75. Không có khỏe không ta? Rồi mình thích cái này hơn, mình sẽ mua này nha. Mua luôn. Ace Combat à, đúng không? Nó là Ray à? Wario Ace. Đây là cái dìu của chiến binh. Và chúng ta sẽ xem nào, ở đây ta sẽ có một con pet mới à. Chiến này thì mình sẽ mở pet thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ có một con pet mới, hôm qua mình mới mở được. Đó chính là con gấu trúc của đây. Khá là đẹp. Đây, đây chỉ là gấu trúc của chúng ta. Rồi. Và cái vũ khí của chúng ta đó chính là cái này. Đó. Con gấu trúc đâu nhỉ? À chưa trang bị. Đâu nhỉ? Con gấu trúc của ta đâu? Chạy đâu mất rồi? À đây đây, phía dưới phía dưới. Đây, chúng sẽ equip vào, trang bị vào cho nó. Cũng như là mình cho tiếng nó to lên một chút nữa nhá. Rồi, và chúng ta sẽ lấy cái dìu đấy, gấu trúc và con dìu và cái dìu khá là đẹp ta. Rồi, và mình sẽ vào trong này và bắt đầu lái thôi. Tiếp tục là chiến đấu nào, mình sẽ chơi ở cái chế độ chơi map ấy thôi, map chém dao thôi nhờ, được không? XL này, nhưng mà cái map là map chém dao ta. Không biết map nào map chém dao nhỉ? Mình nhớ là có cái map là dùng chuyên dùng dao thôi. Team Strike gì đây? Caro ship rồi, đây là cái cỡ map đúng không? Team fight này, squad battle, cái nào là để chọn nguyên dao nhỉ? Armory không, cái này là vũ khí của chúng ta rồi. Mình nhớ có cái map để mình xem nào. Để như đây cái map chuyên sọc dao này, Empress này, XL này, thử vào chiến thôi. Cái team fight, mình muốn chơi chế độ cái dao này nên không phải rồi, đây là một cái map khác rồi. Ok. Đây map chọc dao, đúng rồi. Panda, nhưng mà không phải map chọc dao đâu nhá. Vào đây. Nó làm gì đấy? Cái này làm gì đấy? Ok, nó cưa. Biến đằng sau rồi. Mình đang muốn tìm một cái map nào mà chuyên đánh dao ấy. 3 năm rồi. Khá là khó chịu ta. Chết đi. Đã hit. Ui, nó giết được team mình kìa. Chết ngay. Solo với anh à, không được đâu. Rồi, mình sẽ cần đi vào nhà và tìm thêm máu đi. Cái gì đây? Ui, nhanh thế nhở. Súng 6 nòng à? À, súng 4 nòng. Súng 4 nòng giá 228 đây. Ôi, nó cho mình quả bom cái mình chết luôn kìa. Ghê ta, mình chưa kịp dùng cái dao này để chém cơ. 62 rồi, cách biệt quá nhỉ. Phía nào nữa đâu, ở đâu có nữa không? Máu kìa, máu. Chúng ta sẽ cần, đấy. Ôi, súng cắm mập ở đâu nhỉ? Súng cắm mập đằng sau mình ạ. Tu. Vào đây. Chết hay lắm. Mình hỗ trợ. Vào đây này. Ui, cái cương. Cái cương nó chỉ cứ lướt qua người cái là chết thôi. Không đỡ được. Ở đâu nhỉ? Chắc chắn nó sẽ ở ngoài này. Chúng ta sẽ đi lên đây đã.
Chả đừng có đứng một chỗ được. Đấy, 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 đấy. Bản chính xác thế nhở. Nó đâu ta? Ở đây này, đằng sau mình, ngay sau mình mà. Ui dồi ôi, vào đầu mà không ăn thua. Ghê vậy. Súng toàn súng xịn thôi. Can quét, can quét, can quét, can quét. Can quét, can quét. Giáp trâu quá, giáp trâu quá. Giáp trâu quá, không ăn được. Giáp nó trâu quá nhỉ. Cảm nhận là đầu tiên là giáp quá trâu. Chết ngay, một bé headshot. Cứ một bé headshot đã, tính sao. Đâu hết rồi, đâu hết rồi. Thầy có cái jetpack mà không đi lên này. Không nên đi lên từ đầu. Còn có 8 giây thôi. Chết mày này. Một hit vào đầu thôi. Thẳng vào đầu là chết luôn mà. Còn ai nữa không? Hết rồi. Chúng ta bị trừ mất 8 cúp à. Thua bị trừ 8 cúp à. Và mình giờ có 4 mạng. Ít ra mình cũng không phải nói quá tệ. Cho sẽ nhận thêm 15 coin này. Đó, lên thành 22 coin rồi. Mình sẽ cần phải quyết ra cái map khác. Mình sẽ chơi chế độ này và mình sẽ tìm đến cái map chúng ta sẽ tìm tới cái map ấy hơn, dễ chơi hơn một chút. Thầy mình sẽ ra ngoài đã, đợi một chút. Co-op survival hay map nào đây? À đây, để xem nào. Đây đây rồi, đây rồi, chỉ sử dụng được cái vũ khí đó chính là gọi là kiếm vui cận chiến này. Đấy đấy, bây giờ mình tìm được, nó có chữ ở đây này. Đó rồi, mình sẽ dùng được cái vũ khí mới của chúng ta vào trong này. Nào, nào, nào. Ok, ok. Cái gì ấy? Cái gì ấy? Chết ngay, bổ. Mình bổ chết được một thằng kìa. Vũ khí ngon phết mà. Đam to mà. Đam to vãi lúa. Có ai đây không? Hello. Hello, có ai đây không? Úi dồi ôi. Nó chém cái chết. Lead the sword. Hư cấu vãi. Đam gì mà to thế? Đam to quá. Mày nhờn này. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ui. Sợ thật, đùa. Nó là hai vũ khí à? Bắn nhau đi, bắn nhau đi, bắn nhau đi, bắn nhau đi. Bắn nhau đi á. Mình bị cái gì nhỉ? Slenderman, 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 Slenderman. Chết này, chết, chết này. Ui. Vũ khí dài ấy nhỉ? Nó là cái Light Golden rồi, nó là giáp xịn hơn mình. Cứ bình tĩnh thôi. Đây 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 đây. Này này, này này, này chết headshot. Ui. Vừa mới giết cái là ngày nó vào nó đánh cho phát hai vũ khí. Ngon, được đấy. Cho giết được. Vào đây, vào đây. Vào vào đây. Rồi xong, hình như giết được hai mạng rồi đấy. Ngon, có giáp, có giáp, có giáp. Ui, nó chém đửa. Nó chém đửa kìa. Mất máu dần kìa. Chết mày này, chém lửa với anh à. Double kill. Headshot. Bị hết sạch máu rồi, đi kiếm máu cái. Đi kiếm máu ăn cái. Ui ôi. Kinh như vườn. Mình vừa mới ra đây cái. Thằng bé nó ngay ở phía sau à. Một bé này ném cái skin. Con rắn này đai. Vào đây. Vào đây. Vào đây. Vào đây. Acid skin acid. Woohoo. Chém đi. Úi giời ơi, úi giời ơi, úi giời ơi, úi giời ơi. Úi giời ơi. Ôi. Chém xa thế nhở. Cái leader squad này gọi là bá cháy. Quá bá. Vào đây. Ôi. Thằng thiên ơi, đằng sau, đằng sau, đằng sau. Đằng sau có hai vũ khí. Bình bị quay cả đằng sau đằng trước kìa. Đồ bắt tơ. Chết mày này, mày nhờn với anh à, hả? Giáp, 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 giáp. Có giáp rồi. Rồi mình nhìn thấy đằng... Bổ đi, bổ đi, bổ đi. Bổ đi, bổ đi.
Bổ đi, ui ôi. Lại thằng này nữa. Leader Sword nó chém cho một phát là đài à. Thằng này thì quỳ rồi, quỳ rồi. Quỳ rồi, quỳ rồi. Quỳ rồi, quỳ rồi, yes. Hay lắm. Ôi giời, đâu đấy? Chém kiếm lửa, ủa ơi. Bốn lần thằng đằng sau nó hấp. Hai vũ khí kìa. Một bé này, một bé này, chứ mới 13 cúp à? Sao tệ vậy ra? Chúng ta đánh được, mình giết được có 8 mạng thôi, ủa nó giết kinh quá, cho sẽ thêm 5 coin này. Nói chung là vũ khí của nó khỏe quá, không thể nào mà đấu được trong cái trận này. Mình sẽ quyết ra để xem có tìm được cái trận nào mà nó cũng là chơi sale, nó bán giảm giá đúng không? Mình không có tiền mà chơi cơ, mình chơi teamfight này. Teamfight là chơi game hay nhất. Butter vào chiến nào, chúng ta sẽ tìm một trận để vào chiến tiếp tục nào, tiến lên. Âm thanh vẫn hơi nhỏ ta. Cái gì vậy ta? Team mình team nào đây? Team mình là team xanh đúng không? Team team đỏ đúng không? Chết, không hết hết đạn. Chúng ta hỗ trợ kín được rồi. 2-1 này. Khá ghê ta. Giết nó, bắn nó, hết đạn dạ. Đông thế, đông này. Úi giời ơi, nó nhìn thấy mình rồi. Hết đạn. Ui giời ơi, ném bom à? Vãi thật. Plasma, thằng này bắn có cái thời trang đẹp thật. Thật sự rất đẹp. Cái này là gì em ơi? Không, đây là người thôi, đây là cái máy thôi. Không có gì, 79 kìa. Rồi, nhanh vãi. Kinh nhật, nhiều đồ bắn sướng thật. Cái này không có chỗ nào đứng cao cao tí nhở. Đứa này nó hơi thấp. Cảm giác hơi thấp, 92 rồi. Giáp, trang bị thêm giáp. Đằng sau có một con là sao ấy. Rồi mình sẽ đi lên trên này cái. Bọn nó đều có jetpack hết à. Bay như chim vậy ta. Đâu. Thế hạ. Chết này. Cuối cùng cũng đã chết rồi. Chết ngay, như mình toàn acid rồi. Headshot được một bé này. Cũng chết luôn rồi. Nó đâu nhỉ? Chết ngay, double kill. Nhanh với anh à? Hả? Úi ơi. Bắn cháy vậy nhở? Thằng này không có cái gì mà sao nó bay được nhỉ? Ở đâu nhở? Vừa thấy đâu cả. Chúng ta thay đạn cái 15-22 rồi. Tỷ số khá là cách biệt đấy. Cho ai đứng đây nhằm có vẻ tốt hơn không? Không biết có phải quân địch không? Rồi nó bay cao thế. Lại thằng này đúng không? Fanatics. Nó chém cái chết. Nó hóa robot rồi, vãi thật. Vãi lúa. Sao nó hóa cả robot rồi? Quá VIP à. Ok. Tại sao mình không di chuyển được đây? Trời ơi, mình nó càn quét cả team luôn này. Bó tay luôn. Chết mày này, lại còn không chết. Bao nhiêu phát bắn phải chết một phát chứ. Trừ mất tận 20 cúp à?
Thằng này sợ hack mất để nó cứ bay bay. Mình chỉ được có 3 mạng thôi anh em, được thêm 4 coin này và mình sẽ trừ mất 20 cúp. Rồi ok, chúng ta sẽ chuyển sang cái map khác đi. Có rất là nhiều map trong này, mình chơi thì mình xem thử cái map mới đi. Cái này là chỉ sniper này. À, sniper biết cái cửa ấy rồi. Đây, mình sẽ chơi cái cửa D-Day này, thử xem nào. Park Out City, Christmas, Christmas Dinner. Cái này là bữa tối hôm Giáng sinh này, Noel đây. Heavy Iron. Rồi, mình sẽ bé tí luôn đấy. Mình là đỏ, mình là đỏ, mình là đỏ, mình là quân đỏ. Một bé và đằng sau nó cũng giết mình luôn. Mình là xanh hay đỏ đấy? Ồ, chắc là mình là xanh. Mình cứ nhầm bọn đỏ. Ném bom này. Kín axit thôi, bọn nó nhanh quá. Bọn nhanh quá. Thay đạn. Chúng sẽ nấp hẳn sang bên này đi. Đấy. Rồi ok. Hai bé luôn, headshot. Hay lắm. Thay đổi vị trí đi. Mấy cái bọn đỏ nó hay đứng ở trên này này. Đây, đằng sau luôn. Vừa thấy đây cơ mà nhỉ. Vào đây. Thắng thiên luôn, headshot nhá. Đó, super triple kill rồi. Mình còn có 34 viên đạn thôi. Chết ngay, yes. Mình ở đâu ấy nhỉ? Rồi ok, lấy đạn. Chết ngay, kill acid ngay, được. Bên này có một cái gì nhỉ, lúc vừa có cái gì xong. Mình hết máu rồi, cho hết máy sạch máu rồi. Tiếp tục là đi lách theo đường này. Không có máu nhỉ. Đây, phía này có này. Cho đường này núp luôn, vào đây bắn luôn. Không ai ra đây nữa đâu. Vấn đề nó sẽ không ra đây nữa, chắc chắn rồi. Rồi, hay lắm, nó đã né rồi đấy. Bắn đi. Mình sẽ cần phải đi lấy thêm đạn á. Lấy thêm máu đó. Chết, bốc hơi này, headshot. Pha rồi bắn hay lắm, tuyệt vời luôn. Đi hết vào cái nhà này đúng không? Chạy ra đây cái. Đứng ở đây mình có thể là nhằm nó được. Đâu rồi. Phía trên này có một con này. Bắn ở đâu nhỉ? Có jetpack kìa. Chết, acid. Bay nhảy à. Nó sẽ chạy thẳng vào trong cái nhà này. Bên mình là 16 rồi. Trên này không ai bắn nữa nhỉ? Sao toàn chạy thẳng vào đây vậy? Bắn bạn tao à, headshot. Hay lắm, mình giết được khoảng bao nhiêu mạng đây? Cộng 55 cái cúp luôn. Và team, ủa giết được 8 mạng. Đứng đầu luôn này. 8 coi luôn, 8 mạng 8 coi luôn. Rồi thì chúng ta sẽ kết thúc tập bên đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Pixel Gun. Bye bye. Wow, mình được thưởng khá nhiều tiền và like Golden Armor kìa. Cộng thêm 3 máu, 189 vàng. Tuyệt vời, 200 game rồi. 200 game thì chúng ta sắp mua được đồ rồi. Ở đây thì đây, 200 game. Mua mấy khẩu súng 300 game này ngon này đây. Khẩu này ngon này, được đấy. Bye bye anh em.